quý vị, tình trạng loạn thu phí trong giữ xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã được phản ánh từ nhiều năm qua. Và mặc dù thành phố đã có những bước xử lý chấn chỉnh, song tình trạng này vẫn tiếp diễn, khiến không ít người dân ngán ngẩm lẫn bất bình. Diễn ra phổ biến nhất tại các bãi giữ xe tự phát, bãi giữ xe tư nhân ở các khu vực công cộng như chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học. Các tuyến đường trung tâm, nơi tập trung nhiều cao ốc, công ty, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, với giá giữ xe trên trời, vượt mức quy định. Tài xế ô tô gửi xe tại những điểm này nhiều phen khốn khổ vì phải trả phí đắt đỏ, trong khi chủ xe không chấp nhận mức phí này. Bãi xe tự phát á, thì nó thu cái cước phí mà cao quá. Nếu như tài xế mà như bọn anh thì có nhiều lúc là không đủ khả năng để mà vào những cái bãi đó, thì buộc bọn anh phải đổ những cái bãi mà giống như ngoài đường này. Thì tình trạng loạn phí thu còn diễn ra tại những nơi ô tô được phép dừng đậu, song vẫn xuất hiện một số nhóm đối tượng tự lập điểm thu phí. Không chỉ thu phí trái quy định, những điểm này còn sẵn sàng có những hành vi ngang ngược nếu các xe ô tô không chịu trả phí. Đậu mấy cái chỗ đó, mấy cái chỗ được dừng, được đậu, nhưng mà đậu trước cửa quán hoặc trước cửa nhà hàng của người ta là người ta ra người ta thu tiền. Mình cũng không có nói gì ta được hết. Mình mà đậu xe có người lại coi thì người lại lấy tiền thì mình không đưa thì họ sẽ làm xe mình này cái kia chày chụa đồ. Họ kiếm chuyện vậy. Ngay cả với những bãi được phép tổ chức hiện cũng mỗi nơi mỗi kiểu. Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có 25 tuyến đường được cho phép đậu xe dưới lòng đường có thu phí với mức thu 5.000 đồng một lượt và không giới hạn thời gian đậu. Do hai đơn vị là đội quản lý trật tự đô thị quận Nhất và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ công ích quận 3 thực hiện, thu phí nộp ngân sách. Còn tại các khu vực khác, việc thành lập các bãi giữ xe do quận huyện quản lý. Do vậy, việc thu phí giữ xe mỗi nơi đang mỗi kiểu. Tới đây, Sở Giao thông Vận tải sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố giao việc thu phí đậu xe dưới lòng đường cho một đơn vị làm đầu mối thực hiện, chứ không giao cho các quận huyện, đồng thời tăng cường chế tài xử phạt mạnh hơn các hành vi vi phạm để ngăn chặn các bãi giữ xe tự phát, chứng chỉnh loạn thu phí. Sau khi cái quyết định này được ban hành ấy, thì lúc đó cái việc mà tổ chức quản lý các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ấy, chắc chắn là sẽ được thực hiện một cách quy củ hơn, trong đó quy định từng loại các bãi đỗ xe như thế nào, rồi việc cơ quan nào cấp phép, rồi việc công bố các bãi đó như thế nào. Để chấn chỉnh tình trạng loạn thu phí ô tô đậu trên các tuyến đường phố, cần có sự vào cuộc kịp thời của các cơ quan chức năng và cả chính những người dân để không còn cảnh loạn thu phí và những hành xử côn đồ trong hoạt động trong giữ xe trên địa bàn thành phố. Hòa bình lặp lại, trở về với cuộc sống đời thường, những người lính năm xưa nay là những cựu chiến binh, thương bình binh, vẫn luôn tự nhủ rằng dù ở đâu, lĩnh vực công tác nào cũng giữ vững phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ.